Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review giới thiệu đến anh em một con game server revive nha anh em. Thì con này đã được vượt quá hoàn toàn nha anh em. Thì đặc biệt là con này có cả iOS nha, thì anh em Android, iOS đều chơi được hết nha anh em. Thì con này là sẽ free cho mấy anh em là tân thủ á, là siêu khủng luôn nha anh em. Thì khi mấy anh em tạo tài khoản á, thì mấy anh em sẽ nhận được là một set đồ nè đấy và đá nha anh em, và toàn bộ ảo hóa thần ma nha anh em, và đặc biệt cái nữa là kim bảo nha. Kim bảo anh em được tặng luôn hẳn là mười mấy ức luôn nha anh em, rất là nhiều kim bảo luôn, và anh em được tặng VIP nữa nha anh em. Đấy thì anh em có thể chiến con này nha anh em, thì anh em dùng hết cái kim bảo thì anh em sẽ lên mất VIP luôn nha anh em. Đấy rất là ngon nha. Rồi một con game revive, server revive ha, có cả Android lẫn iOS, free cho mấy anh em, thì mấy anh em có thể chiến con này nha anh em. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server mới nha anh em. Thì đây là một cái server là rất là đông đảo người chơi nha, server lâu dài nha anh em, thì anh em có thể chiến ha. Thì trước tiên anh em muốn chơi được cái con này là anh em phải đi ra cái phần trang chủ á, anh em tạo tài khoản con này nha anh em. Đấy con này nó hơi khác một tí nha anh em. Rồi thì mình sẽ lần lượt giới thiệu đến anh em một cái server mới của con này nha anh em. Rồi con này sẽ chính thức open server 47 bàn phụng nha anh em vào lúc 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024 ha. Đấy một con game có cả Android lẫn iOS, anh em có thể chiến nha anh em. Tân thủ tạo tài khoản thành công thì mấy anh em nhận được nè 88 triệu kim bảo ha, full set đá cấp 15 nha anh em, bách chiến cấp 11 luôn, và anh em trên quái nè, chạy VIP nè. Đấy trên quái gơi kim bảo ha, cài cha lên VIP rồi ha, đeo mắt upline đầu diện, nhận nhiều kim bảo nha anh em, và rất nhiều cô đi nha anh em. Thì anh em có thể thường xuyên ghé thăm fanpage hoặc tham gia group Zalo nha anh em, để anh em chơi những sự kiện in game để nhận thêm những cô đi để mà chơi game nha anh em. Thì con này với một cái tỷ lệ nạp khuyến mãi cho mấy anh em X4 ha, khi nạp qua Momo nha anh em, và banh ha, và anh em nạp bằng thẻ cào thì chỉ có X3 thôi nha anh em. Đấy thì anh em có thể chiến nha anh em. Rồi đây là trang chủ của con tiên kiếm kỳ hiệp nha anh em. Thì anh em vào đây anh em có thể tải lên Android nè, lên iOS ha, thì tất cả ở đây nha anh em, thì anh em có thể tải về nha anh em. Thì anh em chơi nền tảng nào thì anh em có thể tải ha. Thì cái phần iOS đó, thì anh em sẽ được có hướng dẫn nè, ở đây hướng dẫn cho mấy anh em download và cài đặt nha anh em. Anh em có thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp với AD nha anh em, để AD hỗ trợ mấy anh em ha. Rồi thì trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em thì ở đây anh em có thể đăng ký tài khoản nha. Anh em đăng ký tài khoản bên đây là anh em mới vào game được nha anh em. Thì sau khi mấy anh em đăng ký tài khoản thành công thì anh em có tiến hành đăng nhập ha. Thì đăng nhập ở đây thì anh em có thể nạp nhập gift code nha anh em. Thì anh em sẽ nhập gift code tại đây ha. Đây là phần gift code nè. Thì ở đây anh em chọn server nha anh em. Anh em nhớ là server 47 nha. Thì ở đây mình đang làm demo server 46 thôi. Thì anh em sẽ lấy code để anh em nhập ở tại đây nha anh em. Thì anh em nhớ là nhập hết tất cả các cụ đi ở đây nha anh em. Thì trong cái phần quản lý tài khoản của mấy anh em thì anh em có thể điểm danh nè để nhận cái xu xu nạp ha, xu web á. Thì anh em dùng cái xu web này anh em có thể mua những cái vật phẩm trong cái cửa hàng nha anh em, trong cái website nha anh em. Ở đây nó có những cái sự kiện như là tích lũy nạp nè anh em, nhận quà đua top nè, nhận quà phân cứng nữa ha, nhận quà chia sẻ mấy chủ mới nữa nè, nhận quà tham gia group rồi nha anh em, rất là nhiều luôn. Còn đây là cái danh sách code nha anh em, thì anh em có thể cóp những cái code ở đây ha, rất là nhiều code cho mấy anh em luôn. Thì đây là cái code chung, thì anh em sẽ nhập hết tất cả các code này vào cái phần gift code nha anh em. Thì đây là phần cửa hàng ha, thì anh em có thể mua những cái vật phẩm ở đây bằng su web nha anh em. Đấy rất là nhiều vật phẩm cho mấy anh em chọn và lựa luôn. Rồi anh em nhớ nha, server 47 nha anh em, server 47 sẽ chính thức open giờ lúc 10 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Đấy một con game đa nền tảng luôn, anh em Android, iOS đều chơi được hết nha anh em. Thì đặc biệt là chỉ có duy nhất cái con này là có thể gộp server nha anh em. Đấy có thể gộp server cho nên anh em có thể chiến ha, đông người chơi có thể gộp server cho nên anh em có thể chiến. Và ngoài những cái code
Tân thủ á, thì anh em có thể làm thêm cái nhiệm vụ là lai xe ha. Anh em làm đầy đủ tất cả các bước, anh em gửi về bay á, thì anh em sẽ nhận được cái cuộc đi lai xe nha anh em. Đấy, rất là ngon ha. Rồi sau khi mình dừng video á, mình nhập tất cả các cuộc đi vào á, thì anh em sẽ vào game, anh em sẽ vào phần thư ha, thì anh em nhận tất cả các cuộc đi của mình nha. Ở đây thì rất nhiều cuộc đi luôn, mình đã nhập tất cả nha anh em. Vậy đó, ở đây anh em thấy rất là nhiều phần quà của mấy anh em nha, thì mình sẽ nhận hết nha anh em. Đấy, quá đẹp luôn anh em ơi. Thì con này là đã vượt quá hoàn toàn luôn nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Rồi đó, sau khi mình nhận hết những phần quà của cái cô đi tân thủ đó, là anh em thấy không, rất là nhiều nguyên liệu luôn để mình mở thêm gương nha anh em. Đấy, thì anh em có thể mở tất cả các hộp quà ở đây nha anh em, để mình lấy nguyên liệu ha, mình up lực chiến cho con này nha anh em. Thì đây là một cái server có thể gộp, cho nên là anh em có thể chiến bất cứ server nào nha anh em, cho nên anh em server mới thì anh em có thể vào mà chiến ngay nha anh em. Rồi một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, server 47 nha anh em, server 47 sẽ chính thức open vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 nha anh em, để anh em nhớ vào cho nóng nha. Thì toàn bộ link của con này mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em, cũng như cô đi ha, group Zalo, fanpage đồ mình sẽ để trong phần mô tả nha anh em, anh em vào mà lấy với mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Oh,